Kính thưa quý vị, quý bác, ở Việt Nam chúng ta nhà nhà trước khi đón mùa xuân mới tới thì đều cung tiễn cái năm cũ ra đi. Do đó mà chúng ta có cái lệ là tiễn ông táo, thì tất cả mọi chuyện trong gia đình, trong nhà thì từ cái bếp mà ông táo đã ghi nhận được những sự sinh hoạt của gia đình đó, để sau đó về trời trình diện lại với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chùa Hoa Âm cũng không ra ngoài vậy đó. Do đó chúng tôi mời quý vị được nghe lá sứ táo quân của táo Hoa Âm. Dạ, táo thần, hôm nay xin quý vị tha lỗi, trời ngoài lạnh quá, thành ra không có mặt quần áo đàng hoàng để về trình Ngọc Hoàng. Thôi, hôm nay tặng táo có vài lần tố tụng Ngọc Hoàng, thưa quý vị. Dạ, đúng táo tặng. Vỡ nón chặt táo lui tình giả, con cầu đòn đã tiến tới tình lòng. Bà con họ hàng mở lòng đón nhận cái mặt đông lạnh. Ngoài đường pháo nổ mai nở mừng xuân, Tết đến nơi rồi nhà nhà nhộn nhịp. Tình báo quan ngâm bắt dò lên cổ, cháu biết cắt bo về trời cho kịp. Cho kịp cái mà cho kịp. Đàn dân sợ mệt đèo cánh máy bay, lạnh tái cả mông thắng tốt yên kiều. Đúng giờ trình diện lơ mơ để hẹn, chắc phải đi đông cái mà đi đông. Ngọc Hoàng điêu giận, tội chết không tha, con vợ nó ở nhà, chỉ còn tái giá cái mà tái giá. Ngọc Hoàng vạn tuế, thần táo quan ngâm như lễ hằng năm quỳ trước bệ rồng. Báo cáo tình hình nhân gian hạ giới, thôi thì hết mối. Con chuột tuy nhỏ, phim đặt lại quá to, kinh tế thật lo, chính phủ chết điếng. Chết điếng cái mặt chết điếng. Thương gia thảm khốc. Quý vị chờ một chút, tôi lập cái trang. Mất chốt mất nhà, gian lận tổ cha tơi bời khủng hoảng. Đế quốc cờ hoa thẳng thương hết cỡ, nước khác ngẩn ngơ rủ nhau mà sập tiệm. Te tua tìm kiếm biện pháp cứu nguy, khác nào cái mình trách cái mà mình trách. Đó là quốc tế, còn chuyện chùa ta cố gắng duy trì niềm tin tam bảo cho hàng Phật tử. Phật tử cái là Phật tử. Tháng 2 trong năm, thầy trụ trì ta về lại quê nhà cùng nhiều đệ tử xuất gia tại gia thăm chùa Tổ Huế, tu trợ dân nghèo, chia sơn sẽ nấu, sẽ ăn cái mà sẽ nấu. Tình vui tháng tư, gia đình Phật tử tái xuất giang hồ, cha mẹ ủng hộ gửi con cái đông, sinh hoạt nhịp nhàng vui chơi lành mạnh cái mà lành mạnh. Lại thêm chuyện lạ, đạo tràng tịnh độ chia thành hai ca, ca tối thứ sáu, ca chiều và thứ bảy, chắc là thách đố ai tu giỏi hơn, như cái mà giỏi hơn. Tháng năm quan trọng, Phật đản chùa nhà trang nghiêm tráng lệ, lại thêm hành hương tham dự Phật đản tại chùa Hiếu Giang, Ottawa, thủ đô để mà ủng hộ cái mà ủng hộ hết ơi. Tháng 7 mùa hè thượng tọa trụ trì cùng tăng ni chúng quy tụ miền Tây tại chùa Bát Nhã, duy trì truyền thống an cư kiết hạ, tâm già hải ngoại giáo hội thống nhất, đứng đầu trách nhiệm hướng dẫn tu tập chỉ cùng an cư, thật là an lạc
đang là cái mà em lại còn việc cử tổ chức mùa hè vẫn còn tấp nập để không bị vỡ người Việt gấp me các bạn gấp me. Tháng 8 lưu tâm Cu Lan lễ hội thể hiện lòng hiếu văn nghệ cúng dường chợ chạy đồng dân bà con em muốn vui vẻ tươi cười. Lại còn tham dự lễ an vị Phật chùa mới thành lập từ huyện Ni Tự tại Toronto, chùa sư cô Trích Nữ từ diệu các mạng từ diệu. Tháng 9 đặc biệt Minh Tâm Ba Di Pháp Quốc lãnh đạo tinh thần Phật giáo Quan Âm Quan Lâm hướng dẫn từ vi thuyết pháp khóa tu mùa thu các mạng mùa thu. Tháng 10 lễ vía Bồ Tát Quan Âm được trở huy hoàng chẳng thèm quá dịch các bạn quá dịch. Tháng 11 này khóa tu mùa đông tưởng tỏa nhất chân biệt tài tịnh độ bà con theo học phen này yên tâm vãng sanh không sót. Tháng 12 chót vía Phật Di Đà đàn tràng lộng lẫy mọi người lẫy khẩy cầu nguyện thiết tha cầu sinh tịnh độ cái mà nóng quá tăng trầm dùng tôi nó qua đã hết trước khi lui về tình thần Quan Âm kính chúc Ngọc Hoàng phước như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn mẹ như Nhật Quyên đẹp như Thất Gác dầu như Bill Gates trẻ mãi không già an hưởng cảnh trời hơn cha thiên hạ cái mà thiên hạ. Thần cũng kính chúc bà con nước nhà với lòng chí thiết các cụ khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi cùng đàn con cháu kiêu thảo hiền ngoan các cô các cậu học hành thành danh có giúp ngon lành tình duyên nồng ấm cái mà nồng ấm. Các em tuổi nhỏ cố gắng học hành vui lòng cha mẹ và chúc cuối cùng tất cả Phật tử đạo lực càng thân phước lành thêm lớn con tim rộng mở ôm cả muôn loài vào trong biển giác cái nào biển giác. Dạ thưa quý vị, cái này anh là táo chỉ bắt cóc vừa khóc bắt cóc bỏ dĩa mà anh này anh chơi ác quá, anh viết tới 4 trang dài mà đọc hết hơi có gì quý vị tha lỗi khi đọc rồi. Dạ, xin cảm ơn Táo Táo Quân vì Táo bị bắt miễn cưỡng nhưng mà cũng đã rất là hoàn thành trách nhiệm tâu một bài sớ lên Ngọc Hoàng Thượng Đế biết rõ ràng hết mọi chuyện với Trần Giang.